Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hugo Dương. Hôm nay mình sẽ review về một loại hình sổ số mới ra đang làm mưa làm gió trên thị trường nha các bạn. Mời các bạn cùng đi theo mình nha. Hiện tại thì mình đang đứng tại điểm ở bên đường Bùi Minh Trực. Ở đây là một điểm bán vé số Vietlott ha. Thì hôm nay đang có rất là nhiều người ở đây. Bây giờ mình sẽ vô xem ở đây có cái gì mà sáng giờ thấy đông quá. Rồi. Chào em. Dạ, anh ơi, em có biết về cái sổ số qua số ngang của Vietlott không ạ? Đó là cái nô anh. Anh cũng chưa, anh mới đi ngang qua thấy đông quá, anh vô xem ra là cái dạ, gì. Dạ, thì đây là sản phẩm mới ra của Vietlott. Và nó có những cái ưu điểm vượt trội hơn so với những cái vé số truyền thống ạ. Dạ, cái vé số kia thì nó sổ số theo ngày ví dụ 3, 5, 7 gì đó. Nhưng mà cái vé số này thì ngày nào nó cũng sổ. Nó đã sổ từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối lận. Như ngày nào cũng phải chơi, cũng chơi được hả? Dạ đúng rồi, mình thích mình đánh ngày nào mình chơi đó. Dạ. Mỗi kỳ nó là bao nhiêu phút em? Dạ, mỗi kỳ nó là 10 phút. Dạ, cứ 10 phút sổ một lần. Ngoài ra là mình có 8, mình được chọn từ số 1 đến số 80. Với lại cái ưu điểm của nó là... Cái này dễ trúng không? Dạ, dễ trúng. Mình được chọn 10 bậc, tương đương có là 10 số mình chọn. Được chọn tối đa 10 số. Nhưng mà chọn 5 số cũng được. Nhưng mà mình chọn 10 số thì khả năng cái giải thưởng nó cao hơn. Nếu mà mình trúng đánh 10 số mà trúng 10 số luôn thì mình sẽ được 2 tỷ. Nhưng mà mình trúng 8 số thì được 7.4 triệu. Nhưng mà nếu mà nó có nghĩa là mình chọn nhiều số thì càng khó thì giải thưởng nó sẽ càng cao. Nhưng mà nó có một phần bù cho mình khác cái vé số có là truyền thống anh. Ngoài ra là nó có phần là hoàn lại tiền cho anh nếu mà anh không trúng số nào. Ví dụ như mình mua 10 số mà mình không có trúng số nào hết thì mình được hoàn 10.000. Dạ đúng rồi anh. Anh có thể vô kế thử đi anh. Rồi ok, bây giờ anh mượn cái này ha, cho anh cái này ha. Rồi bây giờ anh vô anh chơi thử ha. Bây giờ mình vô mình chơi thử nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vô mua vé nha các bạn ha. Chào chị. Hồi nãy bé ngoài kia giới thiệu cho em cái vé số á chị. Thì bé nó nói là mua cái bậc 5 á là dễ trúng á. Thì giờ chị bấm cho em vé bậc 5 đi. Bấm đại cũng được. Cái này là tự chọn hả chị? Đây là mấy phút sổ một lần chị? 10 phút sổ. Đây là còn mấy phút ta? Hiện giờ còn là 2 phút. Đây là còn giờ là còn 2 phút. Rồi, mình đã mua tờ vé này các bạn. Bây giờ mình đang đứng chung với lại mấy chú này để mình dò số luôn. Thì nó còn 2 phút nữa là nó sẽ sổ. Đây, mình mua một tờ vé 10 ngàn. Bật 5 ha. Bây giờ 9 giờ sáng các bạn. Mà khách tới chơi Keno rất là đông. Họ chơi, họ đợi kết quả sổ đó các bạn. Đã hồi là còn nhiều người qua nữa. Đây nó rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu quay nè các bạn ha. Đây người ta sẽ quay 20 số. Như vậy là mình nếu mà theo ở trong đây thì mình không trúng. Mình phải vô được 3 con mình mới hoàn tiền được 10 ngàn các bạn. Đây mình phải vô được 3 con, bật 5 thì vô được 3 con. Thành ra là không có trúng. Nhưng mà cũng rất vui vì đã hôm nay đã biết được thêm một cái loại hình mới, cái vé số này. Cái này mình có hai cách mua số. Thứ nhất là một là mình do máy chọn ha các bạn. Thì cho máy chọn thì mình cứ lại nhân viên bán hàng. Mình nói với lại họ là chọn cho tôi một cái số máy tự chọn. Còn không thì mình có thể mình tự chọn số của mình. Ở đây là một cái thẻ chọn số. Thì
thì mình sẽ dùng cái hãng chọn số này, mình chọn cái bậc số, rồi mình sẽ chọn cái số của mình thích. Bây giờ mình sẽ chọn một tờ ha, mình chọn bậc 10 nè, bậc 10. Rồi mình sẽ chọn 10 số ở trong đây, 10 số mà mình thích. Đó, mình sẽ chọn 10 số mình thích. Đây là mình chọn được 6 số rồi. Đây mình chọn 7 số, 8 số, 9 số. Và số cuối cùng là số 10. Rồi. Bây giờ mình sẽ đưa cái vé này cho chị nhân viên để in vé cho mình nè. Chị ơi, nhưng mang vé này đi chị. Rồi. Đây là cái vé mình đã chọn. Thì cái vé này cũng là mệnh giá là 10.000 thôi, nhưng mình được chọn được 10 số. Thì cái độ khó nó sẽ cao hơn, nhưng mà cái giải thưởng nó sẽ lớn hơn. Cái bậc càng thấp á, thì độ khó nó càng dễ, nhưng mà giải thưởng nó sẽ càng thấp, nó tỷ lệ thuận. Đây bây giờ mình sẽ đợi tiếp ha. Ở trên bảng nó còn 4 phút nữa. A few moments later. Mình có mua một cái tờ bậc 1. Thì bây giờ nó sổ xong rồi, bây giờ mình dò thử coi chúng nha các bạn ha. Đây là cano bậc 1. Cái này trúng 40.000 nè. Và cuối cùng là cũng trúng rồi. Sáng giờ mình đã chơi được 5 kỳ rồi. Mỗi kỳ, nếu mà tổng 5 kỳ là mình trúng được 80.000 các bạn. Nghĩa là mình đã lời được 30.000. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chơi. Mình sẽ không có quay clip nữa, mình tập trung mình chơi luôn, mình ăn thua đủ luôn. Các bạn đã xem tới đây thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình là Hugo Dương. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh của mình nhé. Bye bye.